Nhã Phương khóc nghẹn, trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua. Một trích đoạn trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu đã cho thấy tính cách mạnh mẽ và có phần thực dụng của nhân vật Hạ. Đoạn trích phim mở đầu với cảnh chia tay đầy nước mắt và mất của Hạ Nhã Phương thủ vai với Tùng Nhan Phúc Vinh. Cô gái trẻ lấy lý do vì quá mệt mỏi, lúc nào cũng là người chủ động trong tình yêu nên quyết định đường ai nấy đi. Hạ tâm sự, sau khi chia tay với Tùng, tôi rút ra một rổ bài học rằng không có tình yêu nào là mãi mãi và không có cảm xúc nào nguyên vẹn như ban đầu. Cũng giống như tủ lạnh, không thể giữ được đồ ăn tươi mới quá lâu. Tình yêu cũng vậy, mình có ướp lạnh hay phun tưới thì cũng vậy thôi. Tôi đã rút ra một kinh nghiệm to đùng rằng khi yêu cần phải tỉnh táo một chút, tính toán một chút, lý trí một chút và yêu ít hơn đối phương một chút. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ thua. Trong khi đó thì Tùng, Nhan Phúc Vinh thủ vai, vẫn không hiểu tại sao thời điểm đó Hạ lại dứt khoát chia tay với mình. Hạ vô cùng ngạc nhiên với điều này và cho biết đã đá bạn trai xa ngàn dặm. Tùng vẫn có ý định làm bạn với Hạ, nhưng cô chẳng còn gì luyến tiếc bạn trai cũ vì đang hạnh phúc trong tình yêu với người bạn trai mới là Nam. Cô cũng tin với Nam Lương Thế Thành thủ vai, mình sẽ không thất bại trong tình yêu lần nữa. Trong Ngày ấy mình đã yêu, Hạ và Tùng vốn là mối tình đầu của nhau. Cả hai đã có khoảng thời gian thanh xuân và tình yêu tươi đẹp nhất, say đắm nhất và lãng mạn nhất. Thế nhưng mối tình đầu đó cuối cùng lại dang dở. Hạ nhất quyết chia tay Tùng chỉ vì cô cho rằng mình quá thiệt thòi khi yêu anh. Nói về nhân vật của mình trong phim, Nhan Phúc Vinh chia sẻ, anh rất thích vai Tùng. Đặc biệt, anh tin rằng với tình yêu mà Tùng dành cho Hạ trong phim sẽ giúp khán giả có thêm niềm tin vào tình yêu. Trong khi đó, Nhã Phương lại bật mí một chi tiết thú vị trong phim, đó là cảnh hôn với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên coi đó là nụ hôn kiểu trẻ thơ, từng có cơ hội đóng với nhau trong 3 bộ phim, thế nên cảnh hôn với người đẹp chẳng có gì khó cả. Bị Võ Hoàng Yến chê không hợp làm huấn luyện viên The Face, Minh Hằng đáp trả siêu cứng như tát vào mặt đồng nghiệp. Cả hai người đẹp đều chia sẻ những quan điểm riêng của mình, trong khi Võ Hoàng Yến vẫn cho rằng Minh Hằng không phù hợp làm huấn luyện viên The Face 2018. Thì nữ ca sĩ lại mong muốn khán giả hãy xem chương trình trước rồi hãy đánh giá. Thông tin ca sĩ diễn viên Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam 2018 đã gây xôn xao người hâm mộ. Bởi trước đó Minh Hằng từng lên tiếng tố Hà Hồ chèn ép, không cho cô ngồi ghế huấn luyện viên The Face 2017. Bước vào The Face 2018, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, huấn luyện viên đầu tiên được công bố ngồi ghế nóng cũng phán rằng người mẫu thương mại trước tiên phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó quảng cáo sản phẩm thương mại. Vì vậy, tôi cho rằng huấn luyện viên nên là người mẫu đúng chuyên môn. Cô cũng từng trả lời phỏng vấn truyền thông khi có những đồn đoán ca sĩ Minh Hằng sẽ là huấn luyện viên The Face rằng tôi nghĩ có chút không phù hợp, nếu đứng cạnh nhau, điều đầu tiên không hợp nhau giữa tôi và cô ấy là chiều cao. The Face gương mặt thương hiệu đâu phải chỉ tìm kiếm người quay quảng cáo, đây là chương trình dành cho người mẫu. Ngay khi ban tổ chức công bố ca sĩ Minh Hằng là huấn luyện viên thứ hai của The Face 2018, Võ Hoàng Yến vẫn giữ quan điểm cá nhân từng được cô chia sẻ. Tôi từng nghe Hằng hát, xem phim Hằng đóng, nhưng không thể tưởng tượng được khi Hằng làm người mẫu. Hơn nữa, tôi có quyền đánh giá và nhận xét với góc nhìn cá nhân là một người mẫu đối với Minh Hằng. Còn ban tổ chức, họ cũng có những nhìn nhận riêng, quyết định phù hợp với chương trình để lựa chọn Minh Hằng. Tôi tôn trọng sự lựa chọn đó và vẫn giữ nguyên quan điểm từng chia sẻ. Một lần nữa xin được khẳng định, tôi chưa bao giờ nói sẽ không ngồi chung ghế nóng với Minh Hằng, nên đừng đưa mối quan hệ của chúng tôi đi quá xa vì tôi không hề ghét Minh Hằng. Tôi và cô ấy từ xưa đến giờ chưa bao giờ có chung nhận xích mích gì với nhau cả. Về phía Minh Hằng, cô cũng bày tỏ quan điểm, nghi ngờ thì khán giả có quyền nghi ngờ, còn Hằng thì chỉ muốn nói rằng mọi người hãy xem The Face 2018 để thấy Hằng có hợp với vị trí huấn luyện viên hay không. Trước khi xem đừng ra phán xét vội, và Hằng nghĩ là một người đại diện thương hiệu, bạn không phải chỉ biết mọi các quốc mà còn phải biết những kỹ năng khác. Có thể về các quốc Hằng chưa bằng những huấn luyện viên còn lại, nhưng về kỹ năng diễn xuất, trình diễn và cách để làm nhãn hàng chọn lựa mình, Hằng hoàn toàn tự tin. Hằng chưa biết huấn luyện viên thứ ba sẽ là ai, nhưng nói về những điều thế mạnh bên trên thì huấn luyện viên đã công bố chắc sẽ phải tham khảo thêm từ Hằng. Nói về những nhận xét của siêu mẫu Võ Hoàng Yến về mình, Minh Hằng cho biết thực ra thì Hằng không nghĩ gì cả. Hằng nhận lời không phải vì biết có Yến hay bất cứ ai, mà Hằng nhận lời vì cảm thấy thích hợp và nhà sản xuất cũng thấy Hằng thích hợp. Yến có thể nói những gì cô ấy nghĩ, không ai cấm. Nhưng lời mời Hằng vào ghế huấn luyện viên của nhà sản xuất đã phần nào cho thấy điều cô ấy nói là đúng hay chưa rồi, Hằng không nói gì thêm.
Sau scandal với Trường Giang, Nhã Phương đã đi học võ, bây giờ đánh nhau quá thần sâu. Dự án phim Hoán Đội sẽ mang đến những màn đánh đấm của Nhã Phương, nữ diễn viên có ngoại hình đẹp mong manh. Liệu cô có thể trở thành đại nữ mới của màn ảnh Việt? Dự án phim điện ảnh Hoán Đội do Việt Hương, Nhã Phương thủ vai đã chính thức khởi động trở lại sau gần một năm làm hậu kỳ. Hoán Đội là câu chuyện dở khóc dở cười khi cô ca sĩ Tiên Tiên do Nhã Phương thủ vai vô tình bị cơn lốc xoáy đánh tráo thể xác với vị võ sư do Việt Hương thủ vai trở thành võ sư của một võ quán. Ngược lại, Việt Hương bị Hoán Đội mang tâm hồn của ca sĩ Tiên Tiên xinh đẹp, nhưng bề ngoài là thể xác của bà già võ sư tóc bạc da nhăn nheo. Tấn hài kịch cũng từ đây bắt đầu khi cả hai phải đối diện với cuộc sống hàng ngày của mình. Hoán Đội là phim hứa hẹn nhiều mong đợi từ đạo diễn trẻ thành công với phim Bệnh Viện Ma và phim remake Ông Ngoại Tuổi 30. Võ Thanh Hòa xuất phát từ diễn viên và sau đó anh chuyển hướng tiếp tục theo học khoa điện ảnh tại trường Singapore. Sau 3 năm, anh về nước và tham gia lĩnh vực sản xuất phim. Được đánh giá là đạo diễn điện ảnh trẻ tuổi nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Nhưng những thành công anh gặt hái trong làng điện ảnh Việt rất đáng kể. Võ Thanh Hòa đã bỏ túi kha khá thành tựu mà không phải đạo diễn trẻ nào cũng có được. Trở lại với Hoán Đội, dự án đã phải thay đổi ngày khởi chiếu để hoàn thiện chỉnh chu hơn. Võ Thanh Hòa muốn đưa vào phim những ý tưởng mới lạ chưa được khai thác trước đó ở Việt Nam, mượn những yếu tố kỳ ảo vô thật có phần siêu nhiên để truyền tải thông điệp về con người. Vị đạo diễn chia sẻ về điều tâm đắc nhất của dự án lần này, dù trong hoàn cảnh tồi tệ kinh khủng như thế nào thì bản thân vẫn luôn có giá trị đặt ở đâu đó. Dù cuối con đường của tất cả sự bế tắc, chắc chắn vẫn còn một lối để ta tìm lại đúng bản thân thuộc về. Vấn đề là bản thân mình phải đủ bản lĩnh để nhìn nhận ra, không lạc đường, không ruồng bỏ bản thân lúc đó. Với thông điệp nhân văn về con người, nhưng cách đạo diễn Võ Thanh Hòa kể chuyện lại mang tính hài hước, tính giải trí cao và hoàn toàn không đưa phim vào mạch cảm xúc của những số phận bi đát đau thương. Đây là cách kể chuyện dễ thương, dí dỏm, đặc trưng, giống như tính cách của đạo diễn trẻ này. Sau khi trễ hẹn với khán giả vào năm ngoái, phim Hoán Đội tiếp tục tung teaser thứ hai với màn đánh dấu một Nhã Phương thoát xác, hứa hẹn những màn đánh đấm của diễn viên vốn chỉ được nhìn nhận đẹp mong manh, lấy cảm tình của khán giả bằng nước mắt. Bên cạnh đó, teaser của Hoán Đội cũng không thiếu những miếng hài quen thuộc của Việt Hương và Trấn Thành. Chắc chắn sẽ là bộ phim giải trí cho khán giả sắp tới đây. Hoán Đội được dự đoán sẽ tạo sức hút với màn diễn viên, phòng vé nổi tiếng Trấn Thành, Việt Hương, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Hứa Minh Đạt, Khải Như, Huỳnh Lập, Mai Bảo Ngọc và bé Kim Thư. Phim được chính thức công chiếu tất cả trên rạp toàn quốc vào ngày 31 tháng 8. Tình cũ pha lê đá điểu tự truyện Công Vinh, tự biên tự diễn để vẽ lên một tượng đài hoành tráng. Khi vừa đăng đàn dòng trạng thái đầy ẩn ý, khán giả đã nhanh chóng đoán ra nhân vật mà pha lê muốn nhắc đến. Thời gian qua, việc nghệ sĩ Việt cho ra mắt tự truyện để kể về chuyện đời tư, công việc, tình cảm đã không còn là điều xa lạ đối với khán giả. Gần đây nhất, Công Vinh cũng gửi đến người hâm mộ cuốn tự truyện đầu tay mang tên Phút 89. Có thể nói, anh chính là người đầu tiên trong lĩnh vực bóng đá Việt Nam thực hiện tự truyện. Phút 89 của Công Vinh kể lại hành trình đến với bóng đá của chân sút xứ Nghệ, từ khi anh còn là cậu bé gầy gò đen nhẹm ở miền quê tỉnh Nghệ An, tới lúc thành cầu thủ lập gia đình. Anh cũng dành một chương để viết về chuyện tình với Thủy Tiên, cuộc tình ồn ào và sóng gió của họ sang trang mới sau đám cưới năm 2014. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ ca sĩ pha lê vừa đăng tải dòng trạng thái khá nhạy cảm. Theo đó, cô bộc bạch: ai cũng có quyền viết tự truyện và đương nhiên họ sẽ toàn viết điều hay về họ, tự biên tự diễn bất chấp thủ đoạn để vẽ lên một tượng đài hoành tráng. Chỉ có nó mới biết sự thật là gì, ôi giời ơi, có gan thì nói thật một lần trong đời coi cho người ta, đã chửi mình là lưu manh giả danh trí thức, cả đời dối trá ăn mày tình thương người khác, nhục. Dòng trạng thái của pha lê trong thời điểm Công Vinh vừa ra mắt tự truyện khiến khán giả rất bất ngờ. Dù chẳng chỉ đích danh ai, nhưng người hâm mộ vẫn dò đoán được người cô muốn nói đến chính là ông xã của Thủy Tiên. V9 hả? CV9 nhận hàng, CV9 chính là biệt danh của cụ cầu thủ Công Vinh. Nhắc về chuyện tình cảm quá khứ, Công Vinh có lẽ sẽ là người đàn ông được nhắc đến nhiều nhất trong các mối tình của pha lê, bởi mối quan hệ của cả hai từng gây xôn xao một thời gian dài.
Trước đây, trong lúc Công Vinh đang ngập tràn hạnh phúc cùng Thủy Tiên, Phan Lê bất ngờ đăng tải một bức tâm thư khá dài, kể lại kỷ niệm tình yêu giữa cô và nam cầu thủ số 1 Việt Nam trước khi anh quen nữ ca sĩ Giấc Mơ Tuyết Trắng. Dù cô từng nhiều lần úp mở về mối quan hệ, nhưng anh lại chưa từng khẳng định chuyện cả hai đang quen nhau.